quả chuối và lợi ích đối với người bị bệnh tiểu đường. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quả chuối và những lợi ích đáng giá mà nó mang lại cho người bệnh tiểu đường. Tiểu đường là một căn bệnh đang gia tăng trên toàn thế giới và việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối là rất quan trọng để kiểm tra đường huyết. Hãy cùng tìm hiểu về quả chuối và làm thế nào để nó có thể là một lựa chọn tốt đối với người đang sống với tiểu đường. Phần 1. Dinh dưỡng giá trị của quả chuối. Quả chuối là một loại trái cây phổ biến và bổ sung các chất dinh dưỡng. Nó chứa nhiều các chất vitamin, chất dinh dưỡng và các chất xơ quan trọng đối với sức khỏe của con người. Đối với người bị bệnh tiểu đường, quả chuối có những lợi ích đặc biệt như sau. Thứ nhất là tăng chất xơ. Quả chuối chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp giảm hấp thu đường trong máu, giúp duy trì đường huyết ổn định. Chất xơ không hòa tan còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm cảm giác đói sau khi ăn. Thứ hai là kali. Kali là một chất quan trọng giúp duy trì cân bằng nước và điện giữa các tế bào trong cơ thể. Việc duy trì mức cân bằng kali đối với cơ thể để hỗ trợ kiểm tra giám sát huyết áp, một yếu tố quan trọng đối với người bị tiểu đường. Thứ ba là vitamin C. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và có tác dụng chống oxy hóa. Nó cũng hỗ trợ quá trình phục hồi và làm lành các tổn thương trong cơ thể. Thứ tư là vitamin B6. Vitamin B6 tham gia vào quá trình trao đổi chất protein và carbon hydrate, đồng thời hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần 2, tác dụng của quả chuối đối với người bệnh tiểu đường. Đầu tiên sẽ là kiểm soát đường huyết. Nhờ lượng chất xơ cao, quả chuối giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và giúp duy trì định lượng đường huyết ổn định. Điều này có lợi cho người bị bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết sau khi ăn. Thứ hai là tăng cường sự no lâu hơn. Chất xơ không hòa tan trong quả chuối giúp tăng cường sự no lâu hơn, từ đó giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thứ ba là hỗ trợ chức năng tim mạch. Vitamin B6 và kali trong quả chuối đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ chức năng tim mạch và kiểm soát huyết áp. Điều này có lợi cho người bệnh tiểu đường vì họ có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tim mạch. Thứ tư là hỗ trợ hệ miễn dịch. Vitamin C trong quả chuối giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp người bệnh tiểu đường chống lại bệnh nhiễm trùng và các bệnh tật khác. Phần 3, cách sử dụng quả chuối một cách hợp lý. Điều chỉnh khẩu phần ăn. Người bị bệnh tiểu đường cần điều chỉnh khẩu phần ăn, chọn số lượng và cách chế biến quả chuối phù hợp. Thỉnh thoảng ăn 1-2 quả chuối, không nên ăn quá nhiều. Thứ hai là kết hợp với các thực phẩm khác. Quả chuối có thể kết hợp với các thực phẩm khác như là hạt óc chó, hạt chia hoặc là sữa hạt nhân để tăng cường giá trị dinh dưỡng và giảm tác động lên đường huyết. Thứ ba là chọn chuối chín. Chọn những quả chuối chín để giảm chỉ số glycemic. Quả chuối chín có lượng tinh bột đã chuyển hóa thành đường tự nhiên cao hơn, giúp giữ đường huyết ổn định hơn. Phần thứ tư là những lưu ý khi sử dụng quả chuối. Dù quả chuối có nhiều lợi ích đối với người mắc bệnh tiểu đường, nhưng cũng cần lưu ý một số điều như sau khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là kiểm soát lượng tiêu thụ. Mặc dù quả chuối có lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường, việc ăn uống quá nhiều cũng có thể gây tăng đường huyết. Hãy kiểm tra lượng tiêu thụ và tính toán vào khẩu phần ăn hàng ngày. Thứ hai là ưu tiên ăn quả chuối chín. Quả chuối chín có lượng tinh bột đã chuyển hóa thành đường tự nhiên cao hơn, giúp giữ định lượng đường huyết ổn định hơn. Hãy ưu tiên ăn quả chuối chín để hạn chế tác động lên đường huyết bạn nhé. Thứ ba là bỏ qua các loại chuối ngọt hoặc là có tinh bột cao. Một số loại chuối có hàm lượng đường cao hơn, đặc biệt là loại có vị ngọt. Hãy tránh ăn quá nhiều danh mục này để không làm tăng đường huyết. Và trong đấy quả chuối cao cũng là một cái yếu tố chúng ta nên lựa chọn vì trong chuối cao có hàm lượng đường sẽ cao hơn. Thứ tư là kết hợp với các thực phẩm khác. Khi ăn quả chuối, hãy kết hợp chúng với lại thực phẩm có hàm lượng protein và chất béo. Thứ năm, ngừng nghe cơ thể. Mỗi người có thể phản ứng khác nhau với việc ăn quả chuối. Hãy lắng nghe cơ thể và quan sát cẩn thận cách mà cơ thể bạn có thể trả lời, ứng dụng sau khi ăn quả chuối. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại một bình luận ở phía dưới video này nhé. Thứ sáu, tập trung vào cân đối chế độ ăn uống.
Quả chuối chỉ là một phần trong chế độ ăn uống của người bệnh tiểu đường. Hãy tập trung vào việc cân nhắc chế độ ăn uống bằng cách lựa chọn nhiều loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và kiểm soát lượng đường, tinh bột trong khẩu phần ăn của chính mình. Với những lợi ích dinh dưỡng đáng kể mà nó mang lại, quả chuối có thể là một lựa chọn tốt cho những người bị mắc bệnh tiểu đường. Có chất xơ, kali, vitamin C và vitamin B6 trong quả chuối có thể giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng quả chuối cần được cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp với nhiều chế độ ăn uống cân đối đa dạng khác. Hãy lắng nghe cơ thể và tư vấn của các chuyên gia về dinh dưỡng để đảm bảo sử dụng kết quả đạt được một cách an toàn và hiệu quả nhất nhé. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan, hãy để lại một bình luận ở phía dưới video này để Diệp có thể thảo luận và chia sẻ kiến thức về kết quả và tiểu đường một cách chi tiết hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo về dinh dưỡng và sức khỏe.